recording, man. We get the we harvesting. Xin chào, hôm nay Cathy đi cái đường qua cái chỗ nhà bố cho thuê, xong rồi ghé vô đây hái vô cái vườn của bố hái mấy cái trái cây. Đây là cái vườn nhà của bố mẹ cho thuê thôi mà trồng cây không có ai hái. Bây giờ Cathy qua hái phụ. Put in the box. Đây là cây lê mà không có ai hái hết à. Nhà đây là cho người ta thuê, ở bên trong là có người ở nên Cathy không có vô được, nên ở ngoài sau vườn hái thôi à. Ông ngồi put on the ground kìa. There. Cái cây đây giống ở Việt Nam quá vậy. Bây giờ cái cây lê nó cao mà cái trái ở trên cao nữa nên là phải dùng cái cây dài. Bây giờ Cathy đi qua hái ổ qua. Bố chồng ở đây cho mấy người thuê nhà ăn, kêu người ta đi hái ăn đây mà người ta không, ở đây người ta không có hái, người ta không có nấu đồ ăn nên để nó lớn luôn. Bây giờ Cathy phải lấy cái kéo cắt. Pickles. Go, put them in the box. Pickles. Cathy cắt được ba trái rồi còn nữa. Baby. Có cái trái này bự luôn, nhiều luôn. Mà bố không có hái. Thank you. Cái này còn nhỏ. Đang hái nè. Ở trong á. Đây là cây táo mà cây táo có nhiều sâu. Oh, over there. More pear. Cây lê. Cái vườn đây rộng luôn mà không có ai giữ gìn. Oh, so cute. Cây táo. Yeah, it's us. Có mấy trái bự nè, trái này bự luôn nè. Đại buông. Nãy giờ hái được một thùng ổ qua. Cathy hái xong rồi, bây giờ đi về. Do năm nay là bố Cathy trồng ít á, tại không có người dọn dẹp nên trồng cái đây. Bố nói cái ổ qua này là nó tự mọc, bố không có trồng. Trái lê. Cathy đi xuống nhà của chị Hiếu để mình ăn mừng sinh nhật cho chị Hiếu.
Bây giờ Cathy mới về xuống là Cathy sẽ dọn đồ vô trong nhà. Bây giờ là hết mùa hè rồi. Bây giờ là bữa cỡ sau 5 giờ chiều là trời lạnh rồi. Mình không có ăn ở ngoài nữa. Bữa nay có trang trí nữa. Bữa nay là sinh nhật chị Hiếu, là anh Tâm nấu cái món món ruột là thịt bò chiên. Trong đây là cái gì? Cái bánh bò. Bánh bò. Hồi giờ thử chưa ăn đây á. Ngon. Ồ. Bây giờ là anh Tâm đang hái hoa để tí nữa tặng. Hoa này hoa gì không biết. Hoa cúc. Hoa cúc là màu vàng mà. Đủ loại mà. Phải không? Ồ, cái cây đây là nấu canh chua phải không? No, oh my god, this is a big one. I know. Bây giờ anh Tâm nói là cây ớt đây cay lắm. And the peach now. Bây giờ Cathy hái. Cathy, hold her back, hold her back, hold her back. Catalina, hold on, I gotta help man. You go get the ingredients for Catalina. Cathy hái ớt, hết cái ớt nó chín luôn. Kêu là ớt này cay lắm. One more. Có mấy trái à? Nhà chị Hiếu có trồng cây nói là bạc hà, cây này ăn canh chua. Ồ, đây có phải là rau quế để ăn phở không? Hôm nay là anh Tâm nấu hết đó hả? Hôm nay là anh Tâm làm, bây giờ đang làm salad. Rửa rau nè, xong rồi nấu cơm nè. Cây, đây là món lá sắc cây. Đây là khoai, đây là khoai. Đây là bún bò. Tí phở hả?
xong rồi sẽ ăn thêm ốc nữa. Bây giờ múc cho 4 hộp chén nhỏ. Chén nhỏ. Every moment, worthy. The only that is dear. Create the ultimate martial art review. Bây giờ anh Tâm đang đứng ở đó là chim cánh gà. Đem ra ngồi chiên cho khỏi hôi trong nhà. Xong rồi chiên cánh gà, xong là sẽ chiên thịt. Chứ mình chiên cái kia là nó thư với cả. Bây giờ mẹ đang cắt hẹ để làm bánh hỏi. Ngày nào mẹ cũng ăn bánh hỏi hết á. Ăn bánh hỏi mà không có thịt. Cánh gà không có thịt. Hôm nay là sinh nhật của chị Hiếu. Bây giờ đang luộc bánh hỏi nè. Giải thích đi, luộc bao lâu? Hello. Yeah. Bây giờ là nấu cánh gà chiên xong là sẽ nấu thịt. Trời gió quá, nó có thổi lửa bay tùm lum. Gas mà nhiều gió. Chưa về. Ai trả tiền rồi đi đánh. Thì Nga nó mới dùng cái đó để nó tấn công cái tội. Mày lâu chưa? Ông mở lâu chưa? Cái lâu rồi, mấy năm trước rồi. Giống như mở công ty vậy đó. Giống như ổng là giám đốc đó, CEO này đó. Rồi đi lãnh hợp đồng, rồi lãnh tiền, rồi phát cho nhân viên vậy đó. Được chưa? Bây giờ cánh gà chín rồi. Bây giờ Catalina này muốn ăn cánh gà. Có đủ chín không? Khi mình ăn miếng đầu tiên. Ở bên ngoài là tiêu á, cho nên nó màu đen đen.
That's raw. That's raw. That's good? That's raw. It's raw. Cook again. Vậy mình nói chín. That's raw. That's not medium rare. No, nấu con sống bây giờ ra nấu lại. Hai dĩa bánh hỏi. Mẹ không có nước mắm. Mẹ nước mắm. Nước mắm chờ đi làm cho mẹ làm được. Đang chiên 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 cho nó cháy bên ngoài xong rồi nó mới chín ở trong. Bây giờ có thêm khách xuống kìa. Cắm quê hả? Giao xả tóc. Ok. Không bị hôi. Trong lúc nấu ăn. Chỗ chăm bông. Và bông cắt ngoài vườn á. Nhận mấy bạn. Chai này bao nhiêu tiền chị? Cho quà. Wow. Ý nói là miệng thôi á. Cho luôn. Wow. Khi bạn tặng quà. Ăn chậm chậm từ từ, vừa ăn vừa thưởng thức chứ đừng có ăn. Tôi cắm hai chuyện, thứ nhất là chạy thẳng, thứ hai là không có dương thân. Dương thân nữa đó, dương thân. Ăn xong chưa? Ăn xong chưa? Mấy cái này bữa nay ăn chả làm ở được, về nhiều chuyện gì nữa. Ăn phải ngồi xuống, tại vì ăn ảnh hưởng lắm. Ở dưới là, ở dưới kia là tim, bẩm sinh. Ở dưới kia là cái này bây giờ tính đến giờ. Người ta hỏi là dịch có những con bài có để nhà được thì những cái thư hình bạn vỡ hay không thì cũng trả lời mình cũng có nhu cầu một chút đạt. Mình đặc biệt thích những người cơ thể khỏe khoắn rồi nam tính. Ở trong đó nhiều lắm không ạ? Miếng là 9 năm, miếng là 9 năm. Miếng là 9 năm. Ăn xong rồi, ăn xong rửa chén. Ok, đây là bánh sinh nhật, bánh bò sinh nhật. Mẹ Katarina, where Katarina? No, stand up. Bill, put it stand up. No, stand up. Put it like this. No, I can't see. No, like this. You hold it. You hold the paper. There.
Yeah, yeah. Yeah, 23. Okay, happy birthday to you. Đi về đem được ba giỏ đồ ăn đi về luôn.